Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em lên cho anh em 4 em chim bổi rất chi là tố chất, rất chi là đẹp để chia sẻ cho anh em. Mà giá thành thì hôm nay em chia sẻ cho anh em giá gọi là hợp lý để về anh em gột ràng của cà phê chơi anh em nhé. Thì đầu tiên trên màn hình là vé số 01, vé màu linh, hầu bò, cái ngựa bộ khủng anh em nhé, bộ to khủng. Phao câu là săn sục chim rất là tốt. Để em quay chi tiết cận cảnh em chim nó cho anh em có thể thẩm. Nó săn của mình cạnh cực kỳ tốt luôn. Rất giữ chim anh em nha. Còn bên cạnh cái thái độ của nó phát là nó phi sang oánh luôn anh em ạ. Giọng thì liên khúc luôn. Bắn liên khúc luôn anh em ạ. Chân tay giả đét luôn. Chim ngoài 2 vụ hết anh em nhé. Ít nhất là 2 vụ rưỡi trở ra. Anh em nhìn một chân thì biết rồi. Yếm đen đậm, màu dày, bộ to khủng anh em nhé. Đấy, anh em có thể thập chi tiết em chim, em quay cận cảnh chi tiết thì clip. Quá ok luôn. Cái bé chim này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu 6 anh em nhé. 1 triệu 600 nghìn. Một bé màu đinh bộ khủng giữ chim, săn sục chim cực kỳ tốt, ra giọng cực kỳ hay luôn. Bộ thì to khủng, hầu bò, phao câu lở, săn sục tốt, mặt dữ. Mẫu chim quá lý tưởng để về cho anh em một chơi. Những bé chim này nó lì lắm anh em ạ. Đấy, còn bên cạnh thái độ của nó phát là nó phi, nó phập, nó dọa. Còn bên cạnh ác luôn anh em ạ. Đấy, còn bên cạnh không dám, gọi là không dám phi vào đấu với nó đâu. Gọi chỉ hơi hơi dám thái độ với nó thôi. Là nó ra giọng nó rác rác rồi nó phi găm dí vào con chim. Đấy. Quá dữ luôn anh em ạ. 1 triệu 6 anh em nhé. Bé số 01. Anh em ưng em nó thì nhưng mà alo trực tiếp số tọa của em. Anh em đang xem clip của em thì với chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like với đăng kênh em nhé. Đấy. Còn bên cạnh chỉ dám le ve phát nó phi nó săn sục. Nó dọa. Đấy, giọng siêu gắt luôn anh em nhé, giọng cực kỳ gắt. Và tiếp theo đến bé số 02 anh em nhé. Ngoài chơi cánh tốt cho anh em, cũng săn sục tốt, hầu bò yếm đen đậm, ngoài gầm dí tốt, gáy ngựa phòng to đùng cho anh em. Con này gáy ngựa rất chìa to nhá, mặt sắt thủ luôn, cực kỳ dữ tướng. Phải lên bộ cái gáy ngựa phòng tốt đùng anh em ạ. Nó găm dí của bên cạnh cực kỳ tốt luôn. Đấy, bé chim số 2 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé. 1 triệu 500. Đấy, ok cho anh em mà dọa của bên cạnh. Mặt giữ hầu bò gáy ngựa. Giang cánh dọa đối thủ. Đấy. Con này mà anh em chăm tốt nha. Anh em chăm mồi tươi cám ngon gột rồi phơi nắng tập lực cho nó là nhanh lắm. Những con chim này anh em chỉ gọi mất vài tháng là anh em có thể mang đi rồi giọt nhẹ nhẹ rồi. Vì những con chim bổ tuyển bẫy đấu em tuyển chọn cho anh em toàn bộ những hàng tố chất giữ chim để và anh em gột chơi đẹp chơi anh em, quá xuất sắc luôn. Và tiếp theo là đến bé số 3, một bé màu đinh lông mỏng trường chim cao cầu dài đòn, ra giọng rất chi là tốt rồi, giọng như máy luôn anh em ạ. Con này đinh cũng lạo dướn thẳng tắp luôn. Rất đẹp anh em nhé. Cái bé chim số 3 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu 2 anh em nhé. 1 triệu 200. Hôm nay em bán cho anh em với giá gọi là rất chi là hợp lý, vừa túi tiền của mọi anh em. Giá nào cũng có anh em nhé. Đây bé số 3 này là 1 triệu 2 anh em nhé. 1 triệu 200 nghìn. Anh em ơi nhầm nó đấy nhưng mà alo chưa. Clip em quay chi tiết anh em có thể là tự thẩm trên clip. Chim thì có bảo hành mọi thật lỗi cho anh em và ship gọi là gửi toàn lãnh thổ Việt Nam này. Trừ ra nước ngoài không gửi thôi anh em ạ. Anh em nào thực sự tin tưởng em thì cứ nhưng mà alo trực tiếp số thoại của em.
Anh em có thể vào xem clip, xem giải trí, xem vui vẻ. Anh em thấy ưng, thấy hợp lý, hợp túi tiền của anh em thì anh em bảo tồn. Còn anh em thấy chưa phù hợp thì có thể là xem thêm clip của em. Khi nào thấy bé chim nào nó phù hợp hơn thì anh em với những máy alo cho em nhé. Bồng bộ rất chè đẹp, là giọng quá ok rồi. Đây, và bé cuối cùng ngày nay là bé số 4 anh em nhé. Một bé màu lân, gốc màu rất chè dày, yếm đen đậm. Cái bé này thì là bộ chung thôi anh em nhé. Con này thì nó chỉ là bộ chung thôi. Đây, cánh sẹ gà tre, lưng tôm, ngực lở. Thái độ rất chè tốt rồi, đầu mặt rất dữ anh em nhé. Màu dày. Đây, bé chim số 4 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu anh em nhé. 1 triệu. Rất chi ra đẹp. Còn bình thường những con chim này gần như không có giá như hôm nay đâu anh em nhé. Gọi là hôm nay em bán cho anh em với giá gọi là yêu thương nhất để về anh em chơi. Cái clip thì em quay khá là chi tiết rồi, anh em có thể tự thẩm lại trên clip nhé. Hôm nay thì em chỉ có duy nhất 4 bé này chia sẻ cho anh em. Anh em ưng em nào thì nhớ alo cho em nhé. Rồi clip em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn toàn thể anh em vào clip tiếp theo của em nhé.